Thưa quý vị, hôm nay 21 tháng 11, tập đoàn Huawei của Trung Quốc chính thức khởi động sự kiện thường niên Diễn đàn Phát triển Bền vững Huawei 2023, CSD Summit 2023. Trong khuôn khổ sự kiện này, Huawei tổ chức một sự kiện bên lề với chủ đề Phát triển cùng công nghệ, hồi sinh nền kinh tế nông thôn tại Thâm Quyến, Trung Quốc với 4 điểm cầu trực tuyến trên thế giới. Ngay sau đây, phóng viên Minh Hoàn hiện đang có mặt tại một trong 4 điểm cầu trực tuyến sẽ cho chúng ta thông tin rõ hơn về sự kiện này. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại Trấn Cổ Hòa Thuận thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Đây là một trong 4 điểm cầu trực tuyến toàn cầu của sự kiện bên lề Phát triển cùng công nghệ, hồi sinh nền kinh tế nông thôn của Huawei. Huawei đã hợp tác với các nhà mạng để triển khai các thực tiễn và ứng dụng trong khu vực nông nghiệp và nông thôn của Bảo Sơn, Đại Lý, Sở Hùng của tỉnh Vân Nam, sử dụng các công nghệ kỹ thuật số để khám phá khả năng trao quyền cho nông dân và hộ gia đình nông thôn. 5G, IoT, điện toán đám mây và các công nghệ ICT khác cung cấp nền tảng kỹ thuật cho hạ tầng số của khu vực nông thôn. Trong những năm gần đây thì các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã đẩy mạnh kết nối mạng ở khu vực nông thôn để tạo điều kiện chuyển đổi số nông nghiệp, làng mạc thông minh, cải thiện quản trị khu vực nông thôn, tiêu dùng, giải trí và tăng cường bảo vệ sinh thái nông thôn. Tại Diễn đàn Phát triển Bền vững Thường niên Huawei CSD năm 2023, đại diện của các tổ chức quốc tế, giáo dục đại học và ngành viễn thông sẽ cùng thảo luận về cách đổi mới ICT có khả năng tăng cường kết nối, cũng như trao quyền phát triển các khu vực xa xôi và tạo ra các giá trị môi trường và thương mại. Xin được trở lại với trường quay.